Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Dạ hôm nay em sẽ quay cho cô chú quý anh chị đầu tư lô đất nền có tọa lạc ở xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đất thuộc khu dân cư hiện hữu như quý anh chị. Đây nhà dân san sát hết rồi. Từ vị trí đất của mình á, đi ra khoảng chừng 100m là mình đi ra đường bê tông to như quý anh chị đó, chừng 100m ở đường bê tông lớn luôn. Mình quẹo phải một cái là mình ra về hướng biệt thự nghỉ dưỡng của Sứ Mơ giai đoạn 2 quý anh chị. Đường thông thương ha. Từ vị trí đất mình đi về thành phố Hồ Chí Minh là 110 km, đi về Đà Lạt là 180 km. Đất mình có tổng diện tích là 410 m², ngang 10, dài 41, có hai mặt tiền, đường thông nha quý anh chị, đường thông luôn. Vị trí mình lại từ móc đồ giới đây nè, từ cái cắm cái cọc này quý anh chị à, cái cọc này. Tới vị trí này là 10m. Sát bên quán cà phê luôn ha, nhà dân ở vui luôn ha. Hai bên nhà hết, chính giữa đất của mình. Thì chủ nhà đã kẹt tiền quá anh chị, ta bán mình 10m. Em đi tuốt xa cho quý anh chị xem ha. Phía sau mình còn con đường nha quý anh chị. Phía sau mấy đất mình đó, phía đó đó còn một con đường nữa, hiển thị bản đồ đàng hoàng nha. Đó, từ móc nó vậy đấy nè, đó từ móc đó, đó đi qua bên đây. Nói chung là đã cắm ranh giới rồi. Phía sau mấy đất mình là còn con đường đó. Nói chung là 400 mấy chục m² là quá rộng rồi quý anh chị ha. Quá rộng rãi, xây nhà xây cửa ở. Cây cối, có cái giếng luôn nè. Cái giếng này đỡ phải sau này mình phải đỡ phải đào giếng nữa. Cái giếng đó. Sau này mình có xây nhà thì mình sẽ cho nó âm xuống đất rồi mình xây cao đổ cái đó cái đống bê tông lên ha, làm cái đan đi lên là xong thôi. Đó cái giếng đó. Đã tốn tiền khoan giếng ha, có giếng sẵn điện nước đầy đủ. Đó, chị chủ đất này chị kẹt chứ bán cho mình đó, em quay cho chị đó, chị kẹt tiền chứ bán bớt 10m em lấy tiền là công việc. Bao giấy tờ quý anh chị, 520 triệu, bao giấy tờ ra sổ mang tên quý anh chị mới trồng điện đủ ha. Từ vị trí đất của mình đi ra Ủy ban nhân dân xã rồi, nói chung là trong cơ quan hành chính đó quý anh chị, 1 km ha. Đi về hướng mà biệt thự nghỉ dưỡng giai đoạn 2 ở của Sứ Mơ á, cái dự án á, thì khoảng chừng 300m là tới rồi. Còn đi về Bách Hóa Xanh, cây xăng Petrolimex, điện máy xanh thế giới dây động á, thì khoảng cây rưỡi á, cây rưỡi số. Còn ra trường cấp 1, cấp 2 thì là cây số. Chỗ đây có quán cháo lòng ngon lắm nha quý anh chị, đi xuống xíu quán cháo lòng ngon, cho nên ăn uống đầy đủ ha. Buổi chiều cũng còn cháo lòng, clip này em quay buổi chiều, giờ em ở nhà em rảnh dựng clip lại cho quý chị xem, quay buổi chiều. Khu dân cư đông đúc ha, đường bê tông chà bá nữa, điện nước đầy đủ, quán cháo lòng luôn. Chiều có cho cháu lòng luôn, có cháu lòng bán nguyên ngày luôn quý anh chị, cháu lòng máy heo. Rồi em cảm ơn quý anh chị đã xem clip này rất là nhiều. Quý anh chị cả nhà thấy hay cho em xin một lượt like đăng ký nha quý anh chị nha cả nhà.